Jimmy xin kính chào quý vị, và mời quý khán giả cùng đến với điểm tin buổi sáng của Người Việt TV. Hôm nay là ngày Valentine Day, ngày 14 tháng 2 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Không quân Hoa Kỳ lần đầu tiên có một chủng tướng gốc Việt Mỹ cáo buộc Huawei đánh cắp bí mật thương mại và ủng hộ Iran. Xã Xuân Lôi, Vĩnh Phúc bị cách ly nhưng tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát. Trong lúc dịch Covid-19 bùng phát thì hơn 5.100 người Trung Quốc vào Việt Nam làm việc. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Các thưa vị không quân Hoa Kỳ vừa có một chuẩn tướng gốc Việt theo thông báo của Bộ Quốc phòng hôm thứ Hai ngày 13 tháng Giêng. Đó là chuẩn tướng John Edwards, có cha là người Mỹ và mẹ là người Việt Nam, là một trong 35 đại tá được Tổng thống Trump đề cử lên tướng một sao năm 2020 với mã số là PN-1397 Air Force. Ông Edwards cũng là tướng gốc Việt đầu tiên trong quân chủng không quân Hoa Kỳ nói chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt hôm thứ năm ngày 13 tháng 2, bà Liên Edwards thân mẫu của vị chuẩn tướng chia sẻ John là một người hiền lành ít nói nhưng sống rất nguyên tắc theo lối nhà binh. Từ nhỏ John đã đam mê trực thăng và ước mơ trở thành phi công quân sự. Theo bà Liên, ông John Edwards sinh năm 1972 tại Sài Gòn, định cư ở Mỹ vào tháng 4 năm 75. Ông sinh ra trong một gia đình có hai chị em quý vị cha của ông là một công chức của chính phủ Hoa Kỳ từng làm việc cho cơ quan DAO, chuyên hỗ trợ về quân sự cho Việt Nam Cộng hòa giai đoạn từ năm 1973 đến năm 1975. Trước đó, cha ông làm việc cho quân đội Hoa Kỳ, kết hôn với mẹ ông vào năm 1968. Khác với hầu hết thế hệ con lai thời đó, mẹ và hai chị em ông Edwards đã có quốc tịch Mỹ và có nhà riêng ở Florida vào năm 1974 trước khi Việt Nam Cộng Hòa thất thủ vào 30 tháng 4 năm 1975. Ông John Edward tốt nghiệp ngành kỹ sư điện toán và hoàn tất chương trình đào tạo sĩ quan dự bị tại trường Đại học University of Hawaii năm 1995. Từ năm 2000 tới năm 2013, ông liên tục tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và đậu ba bằng cao học hạng ưu về khoa học hàng không quân sự tại các trường không quân và đại học nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Quay sang phần tin khác, thì các công tố viên của Mỹ ngày 13 tháng 2 cáo buộc nhà cung cấp thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei đánh cắp bí mật thương mại và hỗ trợ Iran công nghệ theo dõi người biểu tình. Theo hãng tin Reuters, đây là những cáo buộc mới nhất chính quyền Mỹ công bố chống lại công ty Huawei được nêu trong cáo trạng nhằm thay thế cho cáo trạng từng công bố năm ngoái tại Tòa án Liên bang ở Brooklyn, New York. Theo đó, Huawei bị buộc tội cấu kết để đánh cắp bí mật thương mại của 6 hãng công nghệ Mỹ và vi phạm luật chống trục lợi bất chính vốn thường được vận dụng để chống các loại tội phạm có tổ chức. Các công tư viên Mỹ cũng đưa ra những cáo buộc mới về hoạt động của Huawei tại các quốc gia đang bị Washington trừng phạt. Trong số những cáo buộc khác, Huawei cũng bị cáo buộc đã thiết lập thiết bị công nghệ theo dõi tại Iran, giúp chính quyền nước này giám sát xác minh và bắt người tham gia các cuộc tuần hành chống chính phủ năm 2009 tại Tehran. Thời gian qua, chính quyền của Mỹ đã phát động cả một cuộc chiến chống lại Huawei vì cho rằng công ty này có thể khai thác cửa sau được chủ ý cài trên các thiết bị viễn thông của Huawei sản xuất để theo dõi với mục đích gián điệp. Các thú vị năm ngoái Washington đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại vì lo ngại những nguy cơ an ninh quốc gia liên quan tới công ty này phản hồi sau khi bị Washington tiếp tục cáo buộc thêm những tội danh mới. Thông cáo của Huawei cho rằng, động thái này là một phần của âm mưu gây tổn hại mãi mãi cho uy tín của Huawei và hoạt động kinh doanh của công ty vì các lý do cạnh tranh hơn là vấn đề thực thi pháp luật. Trước đó, Huawei cũng đã bắt bỏ mọi tội danh Washington cáo buộc với công ty này hồi tháng Giêng năm 2019, trong đó buộc tội Huawei có hành vi vi phạm các lệnh trừng phạt với Iran cản trở công lý, gian lệnh với ngân hàng. Giám đốc tài chính toàn cầu của Huawei là bà Mạnh Vãn Chu bị nhà chức trách Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ vào tháng 12 năm 2018 với những cáo buộc đã được nêu trong cáo trạng trên. Vụ bắt giữ này cũng đã gây căng thẳng lớn cho quan hệ ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc. Bà Mạnh tuyên bố vô tội và vẫn đang đấu tranh chống lại việc bị dẫn độ sang Mỹ xét xử. Quay sang phần tin đến từ Việt Nam, thì xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã bị cô lập hoàn toàn từ sáng ngày 13 tháng 2 sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng dịch khiến ước lượng 10.000 người bị cách ly. Các hãng tin quốc tế như AFP và AP và cả báo New York Times đưa tin quyết định cách ly áp dụng với dân, công nhân và những người thuê trọ ở xã Sơn Lôi nơi có 6 ca nhiễm virus corona. Xã Sơn Lôi là một vùng nông thôn nằm cách Hà Nội hơn 40 km, Địa phương này là nơi có nhiều người xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhất tại Việt Nam. Một số người mới trở về từ Vũ Hán, ổ dịch COVID-19 tại Trung Quốc để chặn dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hôm 12 tháng 2 ra quyết định cách ly và kiểm soát y tế toàn bộ xã Xuân Lôi trong 20 ngày, tức là cho tới ngày 3 tháng 3 năm nay. Các thưa quý vị, sáng thứ Năm, 12 chút kiểm soát đã được lập ở Vĩnh Phúc tại các ngã đường dẫn vào xã Xuân Lôi, AFP đã tường thuật rằng cảnh sát mang khẩu trang canh gác các chốt kiểm soát cùng với quân đội và các lực lượng y tế. Trang mạng VNews cũng cho biết tất cả các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, du lịch trong địa bàn này đều bị tạm ngưng và học sinh được nghỉ học đến ngày 22 tháng 2. Đài phát thanh AFI tường thuật rằng nhiều làng xã với tổng cộng 10.000 dân đã bị cách ly sau khi 6 ca nhiễm virus corona, tức là COVID-19, được phát hiện tại đó. Ca mới nhất được phát hiện hôm nay, hôm thứ Năm ngày 13 tháng 12. Ca mới nhất được phát hiện là hôm thứ Năm ngày 13 tháng 2. Nạn nhân mới nhất là một người đàn ông 50 tuổi. Ông là cha của một phụ nữ đã lây nhiễm virus corona khi cùng đoàn 8 nhân viên người Việt được một công ty Nhật Bản cử sang Vũ Hán để dự một khóa học tập chuyên môn. Khóa học tập đã bị cắt ngang vì vụ bột phát của virus corona và đoàn 8 người trở về Việt Nam ngày 17 tháng Giêng. Trong 8 người, 6 người đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Báo chí Việt Nam trích dẫn Bộ Y tế cho biết sẽ cử tổ công tác đặc biệt và các đội phòng chống dịch tới Vĩnh Phúc để giúp thực hiện các biện pháp nhằm ứng phó COVID-19. Hãng tin AFP của Pháp đã dẫn lời một dân làng cho biết là chính quyền kêu gọi dân chúng nên tránh những nơi tụ tập đông người. Ông nói sinh hoạt của dân cư tại đây đã bị tác động nặng vì COVID-19 bởi vì đa số lệ thuộc vào công việc xây dựng và sơn sửa nhà cửa. Quay sang phần tin khác, thì quý vị thông tin hơn 5.100 người trong số 26.388 lao động Trung Quốc về nước ăn Tết đã quay trở lại Việt Nam làm việc và đang được cách ly theo dõi tại các địa phương về phòng dịch bệnh Covid-19 khiến cho người dân lo lắng Báo từ trẻ dẫn phúc trình nhanh của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 13 tháng 2 năm 2020 cho biết đến thời điểm này đã có 5.112 người Trung Quốc đang được cách ly theo dõi ở 41 tỉnh thành phố của Việt Nam Cụ thể, trong số 5.112 lao động này, có 248 người đã vào Việt Nam 14 ngày. Trên 1.000 người vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ 10 đến 14 ngày và gần 3.800 người vào Việt Nam mới vào dưới 10 ngày. Theo Phúc Trình, Việt Nam có hơn 33.700 người Trung Quốc làm việc tại các tỉnh thành đã được chính phủ Việt Nam cấp phép lao động, trong đó có gần 26.400 đã về Trung Quốc ăn Tết. Sau kỳ nghỉ Tết, tính đến ngày 11 tháng 2, đã có 7.600 người trở lại Việt Nam làm việc. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, do phần lớn lao động Trung Quốc đang làm việc cho các nhà máy, dự án của họ chưa trở lại, nên việc quản lý và điều hành chủ yếu thực hiện qua điện thoại và mạng Internet, nên các doanh nghiệp Trung Quốc này cũng gặp khó khăn trong việc quản lý và điều hành. Báo Dinh cho hay trước đó ngày 2 tháng 2, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra công điện khẩn yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động là người ngoại quốc tại các tỉnh thành tạm ngừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người ngoại quốc di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh COVID-19. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Điểm tin buổi sáng với Jimmy Thái Nhật. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.